Chị xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay thì chuẩn bị mùa nước nổi lên nè cả nhà ơi. Cha Tiền thì có đặt cái giếng ở ngoài đây nè, hổm gà là nước dông rất là lớn luôn nha. Khi nước lớn là nó tràn lên tới mí gần mí này luôn nè cả nhà. Giờ là Tiền với lại hiếm ba ga dở. Ga dở giếng. Móc đầu nào trước ba đầu mình hay gì? Móc trước được không? Được. Đi trước cho nó khỏi dễ móc. Phải mây mặt lại. Giờ muốn nè ba. Muốn già. Già khù hết. Cháu hái hết gà đọt nổi luôn. Còn lỗ trống nữa cha, sao cha không mấy ta, ở nguyên bậy lồng gọng cái gì kìa. Lỗ trống à? Lỗ trống này nè ba, cá nó quọn lắm ba. Cho đặt cái hả? Cha đặt không cái à? Ôi, cá gì quá trời, ôi ôi. Cá phi quá. Ngấy là phi quá. Không. Phi nó lội. Cá hồ phi nó mở nó ngớp lên cái mặt nước á là nguyên một bầy luôn kìa kìa, nó quọn quá trời quọn kìa ba ơi. Vì con mới xuống đựng cái ha. Bơi như gió vậy ta. Chống bơi màu. Từ từ bẻ lái không kịp. Đi trước móc lái. Hiện tới nó giớn rồi nè. Lâu lắm rồi mới ra đồng lại nè ta ơi. Lâu lắm mới bơi xuồng lại. Mùa nước từ từ tới. Thấy cái bầu giớn rồi đó. Ồ. Giớn. Ồ, cái gì nhỏ 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 nhấp chân em ba. Ê. Ui cái gì nó có chết. Cái gì? À bay chậu cái linh cái gì. Cái gì chết dữ vậy? Gỡ này kìa ba. Gỡ này trước. Bơi móc đi ba, bơi gỡ cái đó đi con vũ đằng đây cha. Ủa con đặt nào mà mới để ngủm ngủm nhóc chứ. Ủa sao kỳ ta? Ở đây giờ là cỏ quá trời cỏ luôn á cả nhà ơi. Cỏ không ai cắt bò cho bò ăn. Rồi chưa? Rồi đó, vũ rồi. Ô cá gì mà nó chết đầy nhóc hết trơn luôn. Làm gì? Vô sớm quá thì nó không ngớp được nó chết. Đùa. Mùa bốc cháy. Thấy cũng có cá là gai rồi nè. Ôi, cá chơi cái gì đó, bự bự kìa. Con thấy có con lớn cái gì nè em ba ơi. Ôi, nó hụn luôn luôn em ba ơi. Cái con phi nó kìa, cái con lươn có chơi. Có cá chơi nữa, cá chơi con lươn, con đà con lươn nó bự kìa cả nhà ơi. Sao? Sao ta? Đổ vô gọng luôn đi. Ủa sao cá chốt nó ra ngoài được vậy? Lủng hay gì? Trời ơi, nó bị lủng rồi nè. Bự ra đi. Ôi ba ơi con lươn. Con lươn hết hồn bự chứ. Sao mày nhỏ quá sao đổ con lươn coi được. Bắt con lươn trước hả gì? Bắt con lươn trước. Bây giờ là phải làm sao ta? Bắt sao? Biết rồi. Là nãy ba. Cái ba đứa đầu này nè. Lấy cái lôi cái đồng nó ra. Lấy cái đồng nó ra. Lôi cái đồng nó vô đi tao ốp nó lại. Một cái cá kia mình đổ ngoài bửng đi. Có cá chốt này nè, không dám bốc. Cái đầu nó đây nè. Ừ, nó lươn bự. Hết hồn, hết hồn. Ui, lươn nửa ký lô. Lươn có nửa ký lô luôn á. Hết hồn lươn rồi nó nhà. Ui. Thôi, còn cái này mình đổ ra đây đi. Lươn lươn lâu năm. Lươn vàng hực luôn.
hết hồn. Đổ bên hướng đó tiền của mấy cha đặt hồi nào luôn cả nhà. Bữa nay cái tiền xuống cái cha kêu tiền đi ra giả dớn vô kiếm cá ăn. Ốc luôn bự lóc lóc luôn. Đây. Ừ, được con cá chê. Ở đây thêm được con cá chê, cá bóng tượng. Tượng nữa, cá chốt nữa, càng quá chốt trời. Con cá giớn thôi đủ ăn. Ôi, rồi. Ôi, cái hai cá chốt bự khô eo đủ rồi. Nè ba. Cái ba cầm đi, vô vô còn cái đầu này nè. Cầm cho nó ngay là. Ngay nè, cái này ngay vậy nè. Ừ, ngay vậy. Nè. Cái ba đem này ẩn này rồi con bơi lại. Mất lại. Hết hồn con luôn, khủng khiếp. Được không? Được. Đây còn có chơi với cá chốt khi mà có bóng tượng nữa kìa hả ba. Ừ. Mấy con cá chốt luôn hả ba ơi. Móc lưỡi ra đây cho nó nhẹ lên. Được chưa? Nơi này nè, nó con gì cắn. Giá cho đó. Thôi mà cái mình treo cao nó không ra được. Có cái lỗ cho bán luôn. Rồi, tới giờ thì cũng buộc bầu lại hết rồi đó cả nhà. Giờ tiền với lại hiếm ba đi vô để suy nghĩ hôm nay coi làm món gì cho cả gia đình ăn nha. Hôm nay thì trúng mánh luôn cả nhà ơi, được một con lươn rất là to đùng luôn nha. Lươn nó màu nó vàng như ngợi ha. Một hồi tiền vô tiền sẽ căng thử cái con lươn này coi bao nhiêu ký. Lươn nó thì đền lời vậy đó. Con lươn bự khủng khiếp luôn. Ký đô là bà cả trăm mấy đó, mà 200 mấy chục ngàn ký thôi. Lươn bự này nè. Lươn này là mấy trăm ngàn ký á. Ừ, bự 250. Lươn nhỏ nhỏ là đã, lươn vừa vừa là nhỏ nhỏ là đã 180 rồi. Còn nhỏ nhất nữa là 150 phải không? Ừ. Lươn này cái 250 đi. Mỗi ký bao nhiêu tiền? Cha lươn này 400 gram. Làm mấy cái lò cả nhà đang chuẩn bị vô mùa nước nổi nè, đang chuẩn bị xuống lò. Kiếm tôm gặp như mua mặt hàm mình hay bán thì không. Cái gì hả ba? Cái đó đó. Ờ, cái bầy ở đây hồi nãy nó quặn, giờ nó quặn nữa nè hả ba. Cái này nó quặn nữa nè. Cá gì không biết. Vô mánh rồi cha ơi. Đồ con lươn bự khủng khiếp luôn. Cha tiền thì đang làm lờ nghe cả nhà. Có mấy đợt con muốn mà đó ẩn em ba. Đỏ rồi. Ừ, đỏ. Nó già quá hay sao? Đỏ, nắng quá nó. Cha ơi, cha hãy xuống giùm con cái thao ơi. Lương biết nói chuyện rồi. Lương biết nói chuyện luôn. Cha nhìn không biết cha dám ăn không nữa. Luôn bự nè, khỏi rút hồn không? Khủng khiếp chưa? Nửa ký lô. Nửa ký lô. Ôi. Đã rơi luôn. Lươn này bói bói phá. Cá chết trơn rồi cha. Rồi con cá chê nè. Leo lên là sợ nó ngập cái gì. Nó lủng lỗ quá. Lủng lỗ rồi. Ừ. Có cá bóng nè cha. Mí đây nè. Năm nào ở đó cũng có cá bóng tượng chứ cha. Ừ, tượng với lươn. Nè cá chốt nè. Ừ, chốt cái này. Bự rơi luôn. Ồ luôn. Chốt sạch. Chưa có nhiều. Tại nước nó còn ít mà cha. Rộng còn sắc quá. Chốt nhiều ha. Chốt năm sáu con rồi. Có cái linh non hay gì đó không? À, không phải cái linh non. Cái bãi chậu. Cái gì á? Cái này cái gì ta? Cái hiểu hả? Không phải cái hiểu nữa. Cơm. Cái cơm. Mà nó bị chết cái hiểu. Cái hiểu là cái gì? Cái này nhỏ quá, thả nó đi. Con nãy ba cá chốt bà bỏ vô gọng nó luôn không? Bỏ gọng con nè. Rồi cái còn đựng con cá chim nhỏ nữa là bỏ luôn đi. Rồi. Ở bên đây nè, có bên đây nè. Bên đây có con cá gì nè. Ủa cái cha. Cha con thả luôn. Còn cái gì nữa không? Còn cá chốt bên đây nè. Còn không? Còn. Cá chốt không lắm nhiều. Cá chốt nhiều không ba? Ừ. Như đây là đủ khô quéo rồi đó. Đủ khô quéo rồi. Cá chê với cá chốt khô quéo rồi. Rồi giờ là tiền với lại hiếm ba đi
xử lý một cây chuối cả nhà. Đặng nấu canh xim lo. Mấy trái dừa không kìa, được mấy trái dừa. Mọc được mấy trái, chặt cái nào giờ? Chặt cái bự đó đó. Cái nào cha? Cái đó thì tiền đó đó. Ừ. Chị nữa cũng đốn bỏ hả cha? Ừ, cũng đốn bỏ. Chặt cái đó đi, hai cây kế bên đó. Cái đó không đủ, cặt thêm cái bé đi đi. Thôi, cây đủ rồi. Cái này phải không? Ừ. Chích đi khát sát với nó nồng. Chặt cái đoạn cái đi. Ừ. Để nó chấm chỗ đi. Bữa nay chú Thọ không có lên làm. Nè em ba, cây nữa không? Đủ chưa? À biết rồi. Cây này nữa nha. Cây nó luôn đi. Cái lột ra còn chút ép. Đặt cho chống chỗ luôn đi. Ồ cây nó ngon ha, cây nó bự. Về đó hả bớt? Bây giờ đi te về về đó ha. Rồi mừng xong rồi. Xử lý mấy cây chuối xong rồi giờ qua xử lý mấy con lươn cả nhà. Giờ tiền sẽ hốt má cho là. Lươn thì mặn lúc nào cũng có cho củi mình á. Mình làm thì nó sẽ sạch hơn, nó không có còn nhớt nữa. Con lươn này khá là to. Móc con lươn ra hết đây. Khi mà nó lên bờ nó vô cái lưới này thì nó cũng đã khô nhớt rồi. Đây con lươn kìa. Cha. Cả nửa ký á. Rồi hấp dẫn quá. Mình cũng sợ. Cái đầu nó hết nửa ký. Cái đầu nè. Bóp lại cho con này nè bóp. Bóp. Chạy mất tiêu luôn. Đây. Nó sợ lươn, nó đâu dám ăn lươn đâu. Bớt nó không ăn lươn phải không? Ừ, tịch ly, đẩy cho nó có ăn được. Đây. Cá chê cho vô luôn đi. Mặn đỏ cực nhất. Ăn cái nồi canh chua này, lẩu này ăn hai cái chuối. Tốn hai cái chuối. Tốn hai cái chuối. Rồi giờ tiền sẽ mặn mấy con cá này chứ. Không bị cứng, không bị dai. Không bị cứng, không bị dai, nó giòn. Vừa đẹp, vừa ngon, vừa giòn. Này là hồi xưa sữa ăn mà. Đó chú hộp á, ăn cái hộp không à. Ít dạ. Có chú này. Giờ ăn có cái xin rồi, ăn được. Xin. Chú ngự, chú nào ăn cũng được hết. Cái này mà nó nắng dội vô cả nhà, đậu nón luôn. Chặt nó thế đây sẽ thâm đen. Nó canh mình sắc to chút cũng không sao. Mình gỏi sắc mỏng. Nắng này, che bóng được rồi. Phải vô thăm miếng phèn cho đừng đen. Nó quá nóng rồi. Nóng, không thích cho ăn tiền cái nóng. Nắng thích, tốt quá chứ tốt. Cả nhà ơi, tỉnh bây giờ thì mặn cá xong hết rồi nha, rất là ngon luôn. Bên đây thì tiền sẽ nấu canh chua mẻ, còn bên đây thì mình sẽ kho tiêu nha cả nhà. Chảo dầu lên rồi đó. Cái ba khử tỏi. Khử. Tỏi với xả, phần nữa thôi em ba ha. Ừ. Còn phần nữa để sống đi cho ngon. Bói bói sáng đi vô đường giờ mới về tới. Bữa nào không đi te hết. Bói không đi te là không chịu.
Nó ở nhà nó vui vẻ lắm mà sao đi vô được, mặt nó chim bỉm mà. Em xả vô thử cho nó thơm. Cái miếng vàng vàng ôm ôm chứ. Cái hồ phi nó nấu lẩu luôn hay gì? Cái hồ phi nó làm mẻ luôn, nó mẻ luôn. Cái lỗ gì đây? Gì con? Mẹ ơi, mẹ đi văn lớn á, mẹ chốc nữa nước lớn á, mẹ cho tắm xong được rồi. Làm nước xong rồi. Mẹ ơi. Thôi. Mẹ lên chở nó, mẹ lấy ốc sao cho con đi. Ừ, nào đi thì lấy quê. Ừ. Đây, tỏi xả mảnh vàng rồi nè. Cho lươn vô. Cái này hết luôn nè, em ba chừa mấy cá bóng tượng. Dạ. Nó chắc lâu mới dính được con lươn kìa ba. Cho muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, tùy theo cả nhà ăn khẩu vị như thế nào nha. Gì à, gì à? Hai nó hung dữ lắm. Hai hiếp ta phải hung lên ha. Đường, đường này thì mình để hơi khá nhiều chút xíu cho cả nhà. Tại vì mẻ nó chua. Thơm rồi đó em ba. Cho đường vô. Bột ngọt. Bột nêm. Nước mè. Ga. Cộng đi nha. Đi nha. Rồi, tôi sẽ cho thêm nước mắm vô luôn. Ga. Ủa đó. Nhả nghe đi. Kìa kìa, nó giỏi đứng vậy. Đứng chậm. Con gái bầu vậy. Rồi chọn đều lên. Đi tới là ba hiểu nè. Rồi chờ em ba thử xong rồi tiền sẽ cho bắt lên chảo kho luôn đi. Ngồi giùm hổm. Giỏi 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 giỏi, đứng lên đây. Giỏi giỏi. Giỏi đây, đứng dậy giỏi kìa. Anh ba ạ đi, anh ba ạ đi. Nhảy nhạc coi, con nhảy nhạc coi. Vô. Mà cái này mình cũng cử cũng thấm ngon rồi nè. Cái mình thả vô luôn. Thấm ba. Có giá không? Đây đây đây. Vét xả xuống. Cái mùi này là mùi thơm nhất đó. Ừ. Rồi cho vô luôn. Rồi. Ướp rồi phải không? Dạ rồi, xong hết rồi đó. Luôn. Bữa nay cho Bảo bói bói ăn ăn lương. Lương. Lương to. Hồi lần nhớ còn thời của ông Khang hay là ông ngoại là đặt lờ nè, cá nè, đủ thứ hết trơn mà anh Hai Khang không biết ăn. Bây giờ là tới mấy đứa này là hết mùa rồi. Cha tiền thì đang làm mấy cái lờ cả nhà, hôm bữa giờ làm mà khá là nhiều lờ luôn á. Được nhiêu cái rồi cha? Ba mấy cái rồi hả? Ai có muốn nhu cầu lờ lại ông Tư. Bán nhiều cái cha. Có ai mua mình bán được vài trăm ngàn cái gì đó anh ta. Thôi cha nói thôi là không nổi đâu. Tôi kinh doanh đi làm lờ đi. Hai ba mẹ ơi. Gì con? Hai ba. Hai ba cái. Hai ba cái. Ừ. Có cái nhiều đó thôi đó. Hết rồi đó. Đặt thêm vài cái nữa bán. Ủa gì vậy? Đặt thêm vài cái nữa là đó. Thêm ba cho xả nó vô trong nồi này giùm con đi ba. Có bóng tượng mẹ. Vậy này nó mới thơm nè cả nhà.
cho nó chín phần lương với cá hết đi, tiền sẽ cho phần cây chuối vô. Đây thím ba, xắt giùm con này đi. Vừa có. Nãy giờ đất cá không mới đuổi nó ra đó. Bên thím ba nè cả nhà, thì cũng cho sạch sạch hết rồi. Mình cho con này vô luôn nha, gạo với ớt. Tại cây chuối thì nó mau chín lắm. Mau lắm, ăn giờ sống nó giòn. Chuối mình ăn sống được. Quay miếng tiêu để về. Nay là xong hết rồi. Đặt bệnh dở bệnh cái nữa cho thấm. Tạm biệt với nhau. Chọc mối ha, chọc mối ha. Cái gì dạ? Nhắc đít cũng là bạn nữa. Chọc bố tìm được. Đít ta mà thầy nhắc. Vậy hai phát cái đít của con bói heo. Đít tới đâu bằng đít mày đâu bằng nêu. Cho dài chết vô. Rồi, phải dài chết vô nè. Cho nó hấp dẫn. Không, cái sông mẹ thím sáu kêu nó hung mà nó không có hít vô, nó phun ra, nó phun sờ bồ vô mặt má. Bà hay ghét thôi bôi. Ai làm dữ với nó là nó không chịu đâu. Tiêu nhiều ngon nha. Giờ thì xin mời bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng cơm nha. Hôm nay thì mình ăn với lại canh chua mẻ lương như cả nhà. Ở bên đây là cá kho tiêu nha. Bên đây là có bé bói tham gia nữa. Chào đi con. Chào bà cô chú đi. Mẹ. Mẹ. Nhìn kìa. Mẹ hôm nay có khách mới bói. Trời nói chuyện. Rồi mời cả nhà. Anh tuổi đi. Anh tuổi đi. No. Không. Ê dạ. Nóng á. Đây nóng hôm nay thì sẽ có lương dạ. Nha. Lương bự cho con bói đi. Ôi dạ. Quá giỏi. Nhìn tay đi. Có trong gia đặt trận cho ta. Mời cả nhà ăn lương. Mẹ. Lương con bò ngon bé Miêu khúc luôn. Ướt rồi. Ướt có lương. Ướt lương cho cháu ăn. Đây sẽ gắp ra. Bói đi đâu rồi bói? Cả nhà nha. Ăn lương nè con. Mẹ nè. Nè mẹ cho con nè Miêu. Cảm ơn mẹ. Dài lương đồng. Kiếm một khúc lương cho bé bói nè. Đây. Nè con mâm nè. Cái khúc lạc nạ cái khúc này nó không? Ừ. Mâm giữa nè. Đây rồi rồi. Ừ đó. Mà mời cả nhà ăn cơm với lẩu luôn nha. Thôi để mẹ đút cho. Cái chốt kho ăn đi. Nè 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 không, con em lên đây con ngồi im trên ghế. Không ai đặt rồi cái chốt thì hàm. Cái này có nữa đó. Ừ. Nè. Ngồi kế chị hai đi. Con ngồi kế chị hai nha không. Rồi bữa nay bói cũng tham gia luôn không á. Không. Bói là khách mời. Tìm một người ngồi ăn nữa đó. Dạ, dài quá hả? À. Dài luôn. Lương là lương cụ. Màu dần như dân ngồi ngồi xuống rồi ngồi xuống làm hoàng coi mẹ mày đáng ngoan lắm mà sao nó lấp chóc à giỏi rồi đứng trời ơi ngồi xuống té bây giờ xạo hỉnh mũi ơi tôi hỉnh mũi đi nè 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 ê cừ giống sáu cái coi cừ giống sáu rồi nè ạ mẹ đi mẹ cho ăn nè ạ đi con ạ rồi hãm ra giỏi nè mới ăn nữa con cáo rồi rồi con đi chơi đi chút xíu mẹ đút cho ăn đuổi nó đi luôn rồi coi chừng gớt nó lo ba dưới nha tao mua nổi mấy gì mấy triệu rồi đó mẹ ơi sao cái này dai quá ừ gà cạp phải không cạp nóng bùi gà vậy đó nóng gà vậy đó. Nữa không nóng nữa nha hả à, mẹ à lớn lên gặt không hả lên ghế ngồi nè mẹ nhớ không nhái không nhái đang đua cái bàn à mẹ nghĩ à bí à cơm bạc lâu lâu ăn cái này ngon ha
nấu ngon. À. 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 Con à. Tôi cho tăng cơm mà không có mà. Ăn hai tô miếu hả? Ừ, khô. Ngon. À hoài, chúng ta ăn hờ hoài. Cởi đó đi miếu. Hòa lên. Hòa có hòa lên. Ngoại. À. À. Cái gì vậy? Người lớn người điệu quá. Mẹ nói gì? Hồi bữa con đứng cái mỏi nó lấy cây ầm đạn á, giật đầu con, cái con hú hồn hấp vía luôn á. Ừ. Ừ, nó mẻ chứ cây ngọt. Ngon. Cây ngon giòn. Cái kia nó sạch đét à. Ngon giòn. Đó hả? Mau biết hả? Lương này ăn là mau biết đi nè, tối. Không, lương này ăn hơn nhát. Nhát nó không dám bước thôi. Nhát. Còn 3-4 ngày nữa là tới Hà Nội đó cả nhà mà. Chỉ đứng sững thôi mà chứ không dám bước đi. Cái gì vậy? Nướng gì trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói gì vậy? Bà, có kêu bà đi. Bà nè, ẩm cái này rồi đây. Ừ, chơi này rồi. Ẩm cái này rồi đây bà đi. Ơi bà đi, đi ra đuổi nó đi luôn. Đây con Trúc nha mẹ. Ừ, đấy là chỗ dẹp hả? Chúng ta cùng đi thôi. Dạ không. Dạ phải đắng rồi. Mất nhà người thờ thầy đó. Thôi giờ ngã té đi con. Lấy luôn. Rồi. Không. Không, tối căng không có căng căng lên nữa. Nửa ký rồi coi như nó. Căng giá má đó. Con sợ nó chạy. Nó dám căng đâu. Sợ nó nhả. Bò đi nó không kịp. Nửa cái cơ mà xì. Nửa ký. Bắp gì ăn hả? Cơm. Cơm đổ. Rồi hai là ướp mà. Mẹ mày ghét không? Mẹ ngăn thấy cưng lắm. Ngay không có hở làm gan. Ừ. Bà nên nó mất khó ra. Bước ra là la đó. Mà khó khăn thì nói chuyện mà không hả. Dạ ông ngoại la kìa. Ngồi xuống. Đó. Im nha. Đó. Hạ đây. Dạ đây. Dạ ngoại đi. Ngồi xuống đi, chút nữa cho hai cha ăn bình chili. Rồi. Bình chili là cái kem. Kem hả? Phải không? Như bình chili nữa. Ăn. Tiếng nghe. Ừ, giỏi quá. Cút, cút à. À. Được hai cái răng, bốn cái răng. Bình chi. À. Hai với bà ba đi. Ừ. Giờ này béo. À. Trốn bà ba cái gì? À. À. À, hà lẹ. Trốn đã ăn một phút hào rồi. Cúc hờ với bà cho chú. Chai nước ngon bà. Ừ. Còn nhúng cá chê nữa đó hả? Con cá chê nè. Nhúng chê. Để qua nhúng lại. Nhúng chung. Đem lại đây trả cho mẹ. Lẹ lên. Đem lại trả. Ừ, bò lại đây. Thì cả nhà hôm nay thì dở dớn cũng được bữa cơm sáng với cả nhà. Thì làm được hai món rất là ngon luôn. Lâu lâu được bữa cơm rất là ngon. Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau. Bye bye. Bye.